Rồi, chiều hôm nay em có lên clip hai con kem xám nha anh chị, hai con cái nha, con 10 ngày tuổi và một con 4 ngày tuổi đó, hai con giá yêu thương nha anh chị, 10 triệu đó. Thì anh chị nào thấy thích hai con bò này về, có bò ghép thì cứ về bắt về ghép vô tư, bò cứng bò anh chị ơi, bú sữa keo cứng bò hết rồi. Con này làm hơn 4 ngày tuổi, còn con này khoảng 10 ngày tuổi anh chị ơi. Đó, cực kỳ cứng cáp luôn anh chị ơi, chân cẳng to nè, trụ nè. Đó, giờ em quay cận cảnh từng con cho anh chị xem nha, chân cẳng nè đó, kỳ không đó, chân cối luôn. Rồi con này 6.000 nha anh chị, 6 triệu, còn con này 4 triệu nha anh chị đó. Anh chị thấy thích hai con này cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình. Mẫu này là mà mẹ F1 sữa đẻ ra nha anh chị. Đó. Đó. Rồi anh chị nào thích thích hàng bò này cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại em để trên màn hình về ghép nha anh chị, ghép qua thời gian mình được hai bò cái về làm giống nha anh chị, lành lắm anh chị ơi. Chim móng thì muốn sò hoàn thiện, muốn liếm được cô ráo anh chị ơi, bao bú luôn.